Unit 41. Where were you yesterday? Thám tử. Detective. Nhà tù. Prison. Ở trung tâm London. In central London. Châu Âu. Europe. Hà Lan. Holland. The Netherlands. Tây Ban Nha. Spain. Mexico. Mexico. Tháng Giêng. January. Tháng Hai. February. Tháng Ba. March. Tháng Tư. April. Tháng Năm. May. Tháng Sáu. June. Tháng Bảy. July. Tháng Tám. August. Tháng Chín. September. Tháng Mười. October. Tháng Mười Một. November. Tháng 12. December. Động từ to be với nghĩa ở. Anh ấy đang ở đây. He's here. Cô ấy đang ở đó. She's there. Họ đang ở nhà. They're at home. Tôi đang ở nơi làm việc. I'm at work. Chúng tôi đang ở trường. We're at school. Họ đang ở phi trường. They're at the airport. Anh ấy đang ở nhà ga. He's at the station. Cô ấy đang ở ngân hàng. She's at the bank. Tôi đang ở Paris. I'm in Paris. Họ đang ở London. They're in London. Chúng tôi đang ở Mỹ. We're in America. Cô ấy đang ở châu Âu. She's in Europe. Trạng từ chỉ thời gian của thị quá khứ đơn. Hôm qua. Yesterday. Sáng hôm qua. Yesterday morning. Chiều hôm qua. Yesterday afternoon. Tối hôm qua. Yesterday evening. Hoặc last night. Hôm thứ tư. On Wednesday. Hôm chủ nhật. On Sunday. Hôm tháng giêng. In January.
Hôm tháng 8. In August. Vào năm 1998. In 1998. Vào năm 2020. In 2020. Hoặc in 2020. Thì quá khứ đơn của động từ to be. To be có ba hình thức: is, are, am. To be là động từ bất quy tắc. Hình thức quá khứ của động từ to be là was, were, was, were. To be được chia theo các đại từ nhân xưng là I was, he was, she was, it was, we were, you were, they were. He was here last night. Bây giờ tôi đang ở nhà. I'm at home now. Tối qua tôi ở nhà. I was at home last night. Bây giờ anh ấy đang ở nơi làm việc. He's at work now. Hôm qua anh ấy ở nơi làm việc. He was at work yesterday. Bây giờ họ đang ở đây. They are here now. Hôm chủ nhật họ ở đây. They were here on Sunday. Bây giờ cô ấy đang ở Mỹ. She's in America now. Hôm tháng 5, cô ấy ở Mỹ. She was in America in May. Bây giờ chúng tôi đang ở châu Âu. We are in Europe now. Năm 2019, chúng tôi ở châu Âu. We were in Europe in 2019.